Rồi, cơ khí Nam Bon xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay xưởng đóng con máy Kubota 301 bây giờ cũng đã sắp sửa hoàn thành nha. Đây là cái đích của bông sới này, nó xài bằng inox thôi. Cái hai cái đòn gánh này mà nó chịu bông mà cặp thêm cái khúc sắt nữa các bạn, cho nó an toàn luôn. Nó đổ rùa cái sắt. Sử dụng cái cốt lái này nè. Cốt lái là bằng đùi xe tải nha. Đầu máy cũng đấu xong đầu máy luôn các bạn. Hộp sọ. Con này nhà mơ giao bạn, bữa nay mùng 8 mơ mùng 9 giao. Mơ giao, đóng cái này tranh thủ cái này là mơ cho nó xong. Con máy này có anh Hoàng và của anh Bình Sóc Trăng. Đây là cái hộp nhông sên nó xài sên châm mà. Đùi cua ta nóng viên nó luôn. Máy là máy whip á, máy đẹp không bạn. Đó, SKMT C24 là 70 nha. Máy này số seri nữa các bạn. 42S15. Này còn đấu cái nước vô, còn đi còn cái đường dây qua lăng nữa. Rồi, cho cơ khí Nam Bon cũng xin chúc quý khách và cô chú chị bạn ngày mới tốt lành nha. Mình kết thúc video đây, khi nào mà nó lên xe mình quay tiếp cho cô chú chị bạn xem nha. Con máy này cũng ngày mai đó là giao. Rồi, cho mình kết thúc video nha. Bye bye.